Hey hey hey, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trên tay của Long là một chiếc radio. Một chiếc radio này thật sự luôn là rất hiện đại các bạn. Quá trời hiện đại luôn. Vừa có thể nhớ, vừa có nghe nhạc được. Rồi ở bên trong là có hai cục pin rất là to. Mà hai cục pin này á, nối song song với nhau thì nó chứa dung lượng rất là cao, hát có thể thâu đêm suốt sáng nha. Rồi bây giờ chiếc radio này tại sao tôi cầm trên tay? Tại vì nó bị hư rồi. Chiếc radio này thật sự luôn là tôi sửa cho mẹ. Mẹ nghe kinh. Rồi ok, là chiếc radio này nó bị hư. Và sửa nó như cách nào, thế nào thì hãy xem thầy mò sửa nó nha các bạn. Nó cũng đơn giản thôi. Các bạn ở nhà có những cái thiết bị điện tử như thế này thì các bạn đem ra mà sửa hết đi ha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình bắt volume lên nè. Thường bắt volume lên. Rồi nó có một cái công tắc để mình bật nè. Mình không có thấy nó nhúng nhích gì nữa hết trơn các bạn. Không thấy nhúng nhích gì nữa hết. Là nó không có hoạt động nữa. Thay vì bắt lên nó sẹt sẹt ồ ồ ồ và nó lên đèn đỏ. Bây giờ mình cắm sạc vào thử coi nó có điện hay không nha. Trước tiên mình cắm cái cáp sạc vào, xem nó còn nhúng nhích rục rịch gì nữa hay không. Đây, nó lên và lên pin. Lên pin báo như thế này thì các bạn biết là một là hết pin, hai là đã đầy. Để trong trường hợp này là đã đầy nha các bạn, đã đầy pin. Mà cũng chưa chắc nữa, để mình tháo pin ra coi xem còn hay không. Khi mình cắm điện vào, nếu các bạn bật tới bật lui công tắc nó, hoặc là ở đây nó có một công tắc, hoặc là ở đây có một công tắc, mình bật lên bật xuống, nếu là nó nghe tiếng sồ sồ e e của tín hiệu radio đó thì chứng tỏ là pin này đã hư và cái hệ thống sạc có thể là nó hư mà mình sạc nó không vào điện nữa, hoặc là pin bị hư thì mình loại trừ những trường hợp đó nha. Rồi đầu tiên là mình phải tháo ra, mình lấy đồng hồ đo, mình đo coi cái này nó như thế nào. Nếu các bạn ở nhà không có cái đồng hồ đo thì các bạn phải làm sao nè, liếm lấy đầu này một cái liếm cái nha, liếm này cái nó tê tê là còn pin nha. Rồi bây giờ ở đây mình đo thử nó còn pin hay không. Như hôm qua là Long live stream ở trên YouTube kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp á, thì các bạn biết á, là đã chế ra một cái thiết bị rất là tuyệt vời đó, đồng hồ vạn năng, đúng thật vạn năng luôn. Rồi các bạn thấy nè, 4V1 là pin không hết nha. Coi cục này có hết hay không. 4V1 luôn là pin này đã sạc đầy, mà lý do tại sao nó không hát. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Rồi ở dưới đây nó có 4 con ốc. Rồi sau khi mình dặn 4 con ốc này ra thì ở trên này đó mình tách nhẹ nhẹ ra, mà nó còn kẹt ở trên này. Thì ở trên này á, là các bạn nhìn kỹ nè, trên cái nắp này nè, phải dỡ nó lên nha, phải lấy cái cây khử nó lên. Ở dưới đây vẫn còn 4 con ốc nữa nha các bạn, giấu ở bên đây để bắt lại cho nó gia cố lại cái này. Rồi mình mở ra, mở hết tên tên tên, bên trong nó là như thế này đây, các bạn nhìn thấy nè. Bây giờ á, từ khi mà Sony sẽ ra đời năm 1940 mấy là đã có cái Sony radio rồi. Bây giờ hàng này nè là cái hiện đại nhất, nó đóng bằng con chip nè các bạn thấy không, chip luôn, tất cả bằng chip hết, chip hết, bằng xử lý, bằng vi xử lý hết. Rồi bây giờ mình thấy nè, đây nó có một cái công tắc mà nó bị xét ở đây, các bạn thấy không, đầu dây mối nhờ là ở đây, chắc chắn là ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra thêm tiếp nữa. Một kinh nghiệm trong sửa máy là các bạn tháo cái máy ra, các bạn quan sát đi, bật chế độ quan sát, bật camera 192 độ của bạn, mở ra xem coi trong đây nó có đứt dây không. Cái này là dây gì đây? Dây này là dây anten, rồi kết hợp với cái dây gì, cái dây đeo, cái dây sắt. Rồi mình quan sát xung quanh đó, bật chế độ quan sát liền coi xem như thế nào đây, chân cẳng rồi nó có bị mục, có bị chảy pin hay không. Đó là cái quan sát đầu tiên. Rồi các bạn quan sát tiếp tục đây. Đó, đây là một cái mối lo ngại mà để không có hát được cái thiết bị của mình ha. Bây giờ mình sẽ xử lý nó. Mình thấy cái này là mình mừng rồi nha các bạn, mừng rồi. Coi công tắc này không, nhiều cái radio thế hệ trước mình bật cái công tắc này nè xuống hết á là nó kêu cái cụp, là nó có một cái công tắc ở trong đây, nó tích hợp trong đây. Còn riêng cái này thì nó sẽ có cái này nè, chưa hát ha. Rồi bây giờ mình mở nó ra cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn muốn làm cái gì, sửa gì thì một kinh nghiệm nữa là các bạn hãy quay phim, chụp hình lại cái vị trí của dây nè. Mình giặt tới giặt lui một chút xíu sau, sợi dây nó đứt không biết ở đâu hết. Các bạn bắt đầu điện thoại hay là hỏi thầy mò
cứu em với là cái thầy chiếc dây này ở đâu. Là nhiều trường hợp như thế nha các bạn, nhiều trường hợp như thế. Rồi bây giờ mở ra, quay phim chụp hình lại để mình biết vị trí của nó. Có còn con ốc nữa không? Đây còn con ốc nữa nè. Không vội vàng nha. Rồi bây giờ mình mở lên. Ở đây nó có cái thẻ nhớ nữa nè ha. Ồ, nó dùng một cái hệ thống ma trận phím bấm. Trong đây là có vi xử lý. Các bạn biết tại sao có vi xử lý không? Ở đây nó có một con thạch anh đây nè. Vi xử lý đòi hỏi làm phải có thạch anh. Đây là cái màn hình đây nè, không có lên. Rồi ở đây cái công tắc này đây, cái công tắc này đang chế độ. Thì bây giờ một là mình coi cái công tắc này nó còn hoạt động không nè. Bật tới bật lui nó không có hoạt động nữa. Thì bây giờ mình bỏ pin vô. Khi mình bật qua đây á là cái chấu này nè. À các bạn thấy nè, cái chấu này nè, giữa cái chấu này nó nói lại tiền liền với nhau. Thì mình lấy cái cây mình chọc cái coi nó có lên hay không nha. Bỏ pin vào. Một cục cũng vẫn hát được nha các bạn. Một cục cũng vẫn hát được. Nhưng mà để hai cục đi cho các bạn tin tưởng hơn. Rồi tiếp tục mình dùng cái nhíp. Đây là một cái phương pháp gọi là phương pháp bắt cầu. Cái chỗ này không có điện, mình bắt cầu qua chỗ có điện để cho nó hoạt động. Rồi bây giờ phương pháp sửa này là phương pháp sửa cơ bản nhất trong 6 phương pháp. Các bạn lên YouTube tìm cái danh sách đó và học nha. Rồi bắt cầu qua coi sao không thấy nhúc nhích gì hết. À, bây giờ mình đo nè, mình để pin vô, mình đo coi từ đây nè, điện đây nè, điện cộng và điện trừ nó vô trong bo chưa. Đây cộng trừ nó vô bo chưa, mình đo đây nha, mình dùng đồng hồ đo, mình đo nó. Rồi mình đo hai cái chấu pin lên đây nè, đo coi có chưa. Rồi 4.1 nha các bạn, nhìn đồng hồ 4.1. Thì mình đo bên đây coi nó có vô chưa nè. Bốn quần mình công tắc bên đây, bốn quần mình công tắc đây đã sẵn sàng, nhưng bên đây chưa có. Bây giờ nhiệm vụ của mình là cho nó qua đây. Mình kích thử coi. Bấm thử phím bấm. Không thấy. Không thấy nhúc nhích gì hết. Bây giờ mình sẽ tháo công tắc này ra nha các bạn. Nhiều khi cái cơ cấu hoạt động của nó khác nhau. Bây giờ trước khi tháo thì mình phải tháo cái này ra. Các bạn có cấp nguồn thì các bạn dùng cấp nguồn nó dễ hơn ha. Này mình hướng dẫn cho các bạn là phổ cập kiến thức cho nhiều người mới. Có cấp nguồn thì mình cấp nguồn ở đây là 3V, 3V7 là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo công tắc này ra. Rồi trước khi mình cắm ô hàng lên, để mình tháo công tắc này ra, thì một cái mẹo nho nhỏ nữa để các bạn khỏi phải đỡ mất công. Thì các bạn hãy gì à? Một là các bạn kiếm cái công tắc này nè, các bạn đi mua ra một tiệm điện tử mua 6 chấu, tắt 6 chấu. Hai là các bạn chế lại cũng được nữa ha. Ba là các bạn nè, cái này nó cứng nè, rồi mình xịt R17 vô hoặc là nhỏ dầu lửa vô nha các bạn, dầu DO á nha. Rồi bắt đầu nè, mình bỏ cái dầu vô thử nha. Đây là cái chai R17. Chai R7 nó có đồ xịt đó, bây giờ mình xịt nó vô. Mình kê trong cái kẹt nó mình xịt nha các bạn, xịt nó. Rồi sau đó mình sẽ lắc nè. Đó, nó qua được rồi đó các bạn, để khoảng 2-3 phút á, lắc là nó được nè ha. Đó, được rồi đó. Được rồi đó nha. Rồi trước tiên mình cho nó được cái nha các bạn. Được cái nha. Rồi lý do sao phương pháp bắt cầu này không được ta?
phương pháp bắt cầu này là được mà. Tại vì nó dùng hai công tắc, công tắc này nó hai chấu. Rồi các bạn thấy chưa, cái này là công tắc trên, là công tắc sạc nè các bạn biết không, đây sạc đây nè, rồi công tắc ở dưới. Rồi nó có tín hiệu này nha các bạn. Bây giờ mình kẹp kẹp pin vô thử coi. Sau khi mình vệ sinh tất cả các cái rồi ha, bây giờ mình kẹp pin vô. Đâu cục pin đâu rồi, đây cục pin đây. Rồi bật lại coi sao nè. Ok, đã đỡ lên nè các bạn, nhưng mà chưa thấy tín hiệu âm thanh gì hết trơn trời đó. Bây giờ mình bấm thử mấy nút này coi cách hoạt động như thế nào. Đó, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Có tín hiệu rồi thì là coi như ở trong trường hợp này dặn con lên xuống ha. Có tín hiệu có nghĩa là ở trong trường hợp này nó đã hoạt động rồi nghe các bạn. Bây giờ á, rà radio thì rất là khó khăn trong việc rà radio. Bây giờ mình để có thể nhớ lên coi xem nó hát chưa nè. Đây có thể nhớ đây, mình có thể nhớ thì mình đóng vô là mình bấm một nút rồi là có thể nó hát rồi. Rồi coi bấm nút thể nhớ để coi, lật lên đây nè, mình coi cái menu nó để bấm chỗ nào nè. Đây FM nè, nghe nhạc là music nè, đây music, đây music là rút bìa. Rồi dặn volume coi. Ôi dặn dặn nhỏ xuống để hơi dính bản quyền. Cái này là cái nghe kinh của mẹ nãy ban đầu mình đã nói với các bạn rồi mà, đúng không? Rồi như vậy thì nhạc đã có rồi thì radio chắc chắn sẽ có thôi. Bây giờ mình bấm radio nè. Bấm radio nó nằm ở đâu đây? FM, FM là nằm số 2. Giữ lâu nha các bạn. Mình bấm cái gì cũng phải giữ lâu nha. Rồi nó gà đó, nó đang gà đài đó. Rồi, nó đang gà đài đó các bạn. Phải chủ động vấn đề an toàn thực phẩm ở các sống chấm phút Faraday ca khẩn khom cùng cài nơi hot robot sống hợp hiệp bằng cấp hiếp. Quá dữ luôn. Rồi bây giờ mình đến đây thì các bạn biết là đã xong rồi đó. Nhưng mà để mình phân tích cho các bạn lý do tại sao mà mình phải sửa như vậy. Tại sao không phải đè con CPU hay là kiểm tra nguồn nhiệt độ các cả các thứ hầm bà lằng sáng cấu đây để mình sửa được cái máy. Sửa máy chẳng qua nó đơn giản cực kỳ luôn. Một ngày người thợ sửa hàng trăm hàng chục cái máy để kiếm thu nhập vẫn được nha. Chứ không phải là sửa mà nó cầu kỳ các gói. Các bạn nào thấy học nghề mình đã biết được nhiều thứ rồi thì mình ra mình mở tiệm mình làm luôn đi. Mình vừa mua bán, mình vừa gì? Mình vừa sửa chữa thì dài nghề dạy nghề, rồi cộng với em cái học thầy mò mỗi đêm nữa nha. Thì các bạn sẽ được như ý muốn của mình thôi. Sửa điện tử có gì khó gì khó khăn. Còn đi vô trong nữa nó ít có hư lắm. Nhà sáng tạo rồi, đã sáng tạo ra cái này nó hoàn hảo rồi, vì mục đích lý do nào đó điện cao quá hay là pin này gì gắn lộn đầu hay là nước pin này nó chảy ra thì nó hư thôi. Đừng có suy nghĩ sâu xa trong này nha các bạn ha. Nếu sâu xa nữa thì các bạn hãy học cao hơn nữa, mà cao hơn nữa thì từ từ nghề nó dạy nghề vậy thôi nha. Rồi xin chào, hẹn lại video sau nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình gắp lại nè.
Nhớ các bạn đã bấm gáp lại là phải đúng ốc nha. Ở nhiều bạn sửa điện tử là gáp lại không có đúng ốc của người ta, nó không có gia cố cứng được. Nhiều cái máy nó quýnh rung cũng dễ bị hư nữa. Rồi đối với cái mũi vít nè, nó rớt gì nè, các bạn phải làm gì nè, đó các bạn phải làm gì nè, đó chọt gì nè, kèm cái gì nè để chọt xuống, à kèm gì nè để chọt xuống nha, đó. Rồi ok. Cái này mình cạo cạo chút xíu nha các bạn. Sửa máy á, thật ra nhiều khi nó đơn giản, mình đi nhiều cái khâu xa phức tạp á, nó làm cho mình gì rắc rối thêm à. Căn cứ vào đó là các bạn sửa là được rồi, không có gì khó hết á. Rồi dặn máy ốc lại. Vâng thưa các bạn, sửa máy không có gì phức tạp. Chúng ta chỉ nghĩ và quan sát bằng mắt, dùng tay, lưỡi hay là miệng để gà sát cái nóng à, cái nóng nó như thế nào, nó như thế này thế nọ, chứ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sâu xa. Sửa máy là chuyện bình thường. Rồi ok, bây giờ mình đã xong rồi nha các bạn. Giờ mình đưa cho mẹ.